Tư thế lúc ngồi thiền cần phải ngay ngắn, thẳng lưng. Đầu phải thẳng, không cúi xuống, không ngửa lui, không nghiêng trái, không quẹo phải. Sau đó, bắt chéo hai chân theo thế kiết già. Lấy chân trái bỏ lên đùi phải, kế đó lấy chân phải gác lên đùi trái. Đó là tiêu chuẩn. Bởi vì tư thế kiết già phu tọa khiến chúng ta dễ nhập định. Cho nên còn gọi là thế hàng ma tọa, thế kim cang tọa hay thế liên hoa tọa. Tư thế này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức. Lúc bắt đầu ngồi thiền, quý vị còn phải luyện tập tư thế căn bản này. Kế đến, quý vị hãy điều chỉnh thân thể, mắt nhìn xuống chót mũi, từ mũi nhìn xuống miệng, từ miệng nhìn vô tâm. Đó là bí quyết để chế phục vọng tưởng. Sau đó mới điều hòa hơi thở, đừng mau, đừng chậm, hãy thở một cách tự nhiên. Lúc này quý vị mới tham ngẫm câu, ai là người niệm Phật? Trải qua một thời gian lâu dài, việc tham thiền sẽ có tác dụng. Việc dục công tham thiền cũng giống như gà mẹ ấp trứng vậy. Gà mẹ lúc nào cũng nghĩ đến gà con, cứ chuyên tâm hết lòng ấp trứng. Chẳng phải ấp được 5 phút là chạy đi, rồi một lúc sau trở về ấp tiếp, ấp chưa tới 5 phút là chạy mất. Bởi làm như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trứng nở ra gà con nặng. Tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải dùng công miên mật. Đừng sợ đau lưng, đừng sợ nhức chân, đừng sợ khổ cực, đừng sợ gian nan. Hãy một lòng một dạ tham thiền, tham cái gì? Tham câu, niệm Phật là ai? Tham cho tới khi sông cạn, núi cùng, nước dân đã hiện, thì lúc đó mới khai ngộ được. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。